video trước mình đã giới thiệu cho các bạn cách luyện viết các nét cơ bản. Ở bài này mình sẽ giới thiệu cho các bạn cách luyện viết chữ thường, hay còn gọi là chúng ta luyện các âm trong bảng chữ cái. Như mình đã giới thiệu ở trên đây là các bạn phải luyện theo cái hệ thống cuốn vở mã này nha các bạn. Mình nói thêm vì sao phải luyện cuốn vở mã này trước khi mình đi vào cái từng chi tiết từng âm. Thì chúng ta luyện theo từng âm theo hệ thống như thế này, chúng ta không đi theo hệ thống âm bóng chữ cái như trong bảng mã. Mục đích là khi chúng ta luyện theo cái hệ thống này thì ở đây mình xin trích dẫn cái nhóm đầu tiên, đó là âm A, âm U và âm T. Các bạn cũng thấy ở đây là giữa âm A và âm U nó có một mối liên hệ, đó là khi chúng ta chai nét này lại thì là âm A, và âm A mà nếu chúng ta lên cao một xíu, một ô đi rưỡi thì sẽ ra âm từ. Cho đó là khi chúng ta đi theo tất cả các hệ thống như cuốn vở mã này là để chúng ta luyện nó nhanh đẹp hơn, và đồng thời là các nét là chúng ta cũng sẽ nhớ được kỹ hơn là bắt đầu từ đầu và kết thúc từ đầu một cách logic có hệ thống. Đầu tiên mình sẽ giới thiệu cho các bạn cách luyện viết âm A. Cách luyện viết âm A là nét đầu tiên là chúng ta bắt đầu nửa ô ly, sau đó ra nửa ô ly xuống đậm các bạn nam và lên nhạt dần. Mấy bạn lưu ý là vì mình luyện viết chữ nghiêng nên khi mình đánh các dấu phụ đi theo, ví dụ như âm A là có dấu chấm như thế này, thì chúng ta phải chấm cho trong mà nó tương đương có vừa phải độ nghiêng so với âm A. Ở âm A này thì ở trên là đậm và sau đó nhạt nhạt dần và đá lên nửa ô ly. Hầu như các âm là bắt đầu từ nửa ô ly và đá lên nửa ô ly, chỉ có một số âm là trường hợp ngoại lệ là mình sẽ nói sau. Đối với âm A này thì trong vở cuốn vở mã thì chỉ chừa một dòng, nhưng mình nghĩ là để viết thành thạo và nhớ để bắt đầu và điểm kết thúc thì chúng ta luyện ít nhất là một trang giấy như thế này. Nếu như các bạn luyện chữ mà đã kiên trì chăm chỉ một xíu thì mình nghĩ là không quá khó khi mà chúng ta nhìn trong cuốn vở mã này và luyện ra cuốn vở đoạn nguyên như thế này. Một dòng như thế này là các bạn viết vẫn chưa ổn đâu, vì theo kinh nghiệm mình đã viết rồi là vẫn chưa ổn. Nhưng một dòng như thế này là chúng ta viết để chúng ta biết bắt đầu từ đâu và đậm nhạt từ đâu, sau đó chúng ta nhìn mẫu và viết ra với ngồi này tương tự cho các âm còn lại. Tiếp theo là chúng ta luyện đến âm U. Âm U thì được tạo thành từ âm A, âm A và một nét móc. Ở âm U này thì các bạn lưu ý cho mình ở điểm này, điểm gặp nhau giữa nét âm A và nét đó là như thế này là nửa ô ly mấy bạn nghe, để đơn vị ô ly chữ rất là ở đây. Nhiều bạn lại nói là ngay trên cái đỉnh như thế này, mình ví dụ một trường hợp viết sai, nhiều bạn lại nói là như thế này và cũng nói là nửa ô ly, nhưng mà trường hợp nào là trường hợp sai mấy bạn nghe, thì không chỉ nói ở trên đào như thế này là không đúng, chúng ta phải nói ở giữa đơn vị ô ly như thế này. Như mình đã giới thiệu là đây là một trường hợp đúng. Âm U này chúng ta cũng luyện tương tự như âm A, ít nhất là một trang giấy như thế này. Chúng ta phải biết âm U này chuẩn thì đến âm bây giờ chúng ta mới viết chuẩn được nha mấy bạn. Đối với âm U này, điểm đầu tiên là gặp nhau của hai nét này là nửa ô ly, đồng thời là hai nét, mình gọi hai nét này là hai nét song song cho dễ hiểu. Hai nét song song như thế này thì đậm dần và sau đó nhạt dần vì đường cả đậm, đậm dần và sau đó nhạt dần vì đường cả đậm. Đường cả đậm là đường cả này nha mấy bạn. Trong âm A này mình nói về xin một cái mẹo để viết, mấy bạn lưu ý là hai nét song song như âm A là mình gọi hai nét này, hai nét song song thì khoảng cách là 3/4 ô ly, từ đây đến đây là một ô ly hay còn gọi là một ly, thì khoảng cách của âm U là 3/4, các bạn nhớ là khoảng cách của âm U là 3/4. Nhiều bạn nghĩ là đi hết một ô ly, mình nói khoảng cách có nghĩa là từ hai cái đường song song như thế này còn thêm một nét phụ này vô nữa thì sẽ hết một đơn vị ô ly, tính ra nét phụ nữa là một đơn vị ô ly rưỡi mấy bạn nghe. Còn mình chỉ nói cái khoảng cách giữa hai đường song song này là 3/4 thôi. Tiếp theo mình sẽ giới thiệu đến âm T. Tương tự như âm T thì âm A thì âm T là khác nhau là chỉ độ cao là một ô ly rưỡi, còn âm A là một ô ly thôi mấy bạn, còn điểm bắt đầu và điểm kết thúc thì như nhau.
Khi mấy bạn đánh dấu gạch ngang thì mấy bạn cũng cần lưu ý là dấu ngang qua là một đường nhọt và đậm dần, sau đó nhạt nhạt dần về đường cả đậm và cũng đá lên nữ ô lê mấy bạn. Ba âm mình vừa giới thiệu đều là đá lên nữ ô lê hết mấy bạn ạ. À, nhớ là đai, từ đai đến đai là một ô lê, hay còn gọi là một lê. Chúng ta đá lên một nửa như thế này. Các bạn không đá quá cao hoặc đá quá thấp. Đá quá cao thì sẽ rất là khó cho cái việc nối. Khi chúng ta nối thì sẽ lên dầm cãi thứ nhất, vượt lên khỏi dầm cãi thứ nhất. Mà khi chúng ta để ở thấp như thế này quá là khi chúng ta nối nó sẽ chạm vô cái đường cãi đậm như thế này, thì cũng sẽ ra trường hợp nối sai. Do đó là chúng ta vừa phải đá lên nữa, tất cả là đá lên nữ ô lê. Đó, y ngay nữ ô lê ngay mấy bạn. Tiếp theo là mình sẽ giới thiệu đến âm phê. Như các bạn cũng đã thấy ra thì âm phê điểm bắt đầu cũng bắt đầu từ nữ ô lê lên và xuống. Các bạn lưu ý là nét đậm của âm phê là đều, không nhạt dần hay là đậm dần, nhưng mà nó mát hay là thì như chúng ta cũng đã học rồi, thì nhạt sau đó đậm và đá lên là sẽ nhạt. Mấy bạn lưu ý là điểm dần là cũng ở nữ ô lê như các âm trên. À, mình đã giới thiệu một trường hợp sai mà mấy bạn hay mắc phải âm phê như thế này, chúng ta nên tránh. Đó là các bạn viết âm phê thì khi chúng ta viết thì chúng ta lên ngắt thẳng và xuống, nhưng mà nhiều bạn lại viết như thế này. Các bạn ấy là viết như thế này thì nhìn nó đẹp nhưng mà thật ra nó không đúng các bạn nghe. Bạn ấy là đây là nó khác nhau, đây là một trường hợp sai đó, các bạn lưu ý là phải tránh trường hợp này. À, tiếp theo mình chỉ giới thiệu âm A, âm phê và âm A là điểm giống nhau. A là chúng ta lay xuống và lay nói với lại nét phía dưới và đá lên nửa ô lê. À, ở âm A này thì như ở phía trên chúng ta đã biết âm U rồi, thì âm A chỉ cần chúng ta nói với nét khuyết dưới thôi là ổn âm A. Và nét đầu tiên là hai dấu âm A ngắn hay là âm phê cũng tương tự. Và một trường hợp sai mấy bạn hay viết ở âm A là mình đây, và ở âm A này sai điểm nào là mình sẽ nói cho các bạn sai ở ngay ở nét đầu tiên. Nét đầu tiên là phải lay như thế này và xuống, không không làm như thế này mấy bạn ạ. Nhiều bạn cứ vàm như thế này, như thế này là sai rồi, như thế này mới là đúng mấy bạn này. Hai âm này thì các bạn lưu ý cái nét đầu tiên của hai âm này thôi, còn lại là chúng ta nói với nét phía dưới và một âm là nói với nét móc hai đầu. À, cũng không có gì khác so với các âm khác mấy bạn. Và đậm nhạt thì được tạo nên từ nét móc hai đầu và nét phía dưới, thì chúng ta cũng đã học ở trong bài các nét cơ bản rồi. Tiếp theo mình sẽ giới thiệu đến âm M. À, âm M thì trong âm M này thì mình sẽ lồng dẫn thêm âm N. À, trong luyện viết chữ thường là không có âm N, nhưng mà cũng các bạn cũng không có gì ngạc nhiên vì âm M là âm N là cũng đã đi vào trong âm M, nên là nếu chúng ta chai nét mắt hai đầu là sẽ ra âm N thôi chứ không có gì đâu mấy bạn. À, mình chỉ nhớ thì âm M. Âm M này thì các bạn lưu ý là điểm bắt đầu là không phải là nửa ô lê mấy bạn ơi. Nửa ô lê mà từ đường cãi số 1 chúng ta xuống không phải 25 là 1 phần 4 ly. Bắt đầu điểm M xuống và nối ngay vô nửa ly. Nét bên này chúng ta cũng nói nửa ly và từ đó là nét móc hai đầu. Các bạn để ý một điều rất là dễ khi đã viết âm M, nhìn thì nó 1/4 không phải 25 thì mấy bạn hơi rất rõ một xíu, nhưng mà mấy bạn lưu ý nét đầu tiên, sau đó nét tiếp theo là nửa của nét móc hai đầu và tiếp theo là nét móc hai đầu đó, rất là dễ thôi. Nên những nét cơ bản là những nét mà rất là quan trọng để chúng ta viết các âm sau này. Nếu có nét cơ bản chúng ta viết tốt thì các âm sau này là rất là dễ dàng cái viết và đá lên nửa ô lê mấy bạn nghe. Âm N, những âm mình giới thiệu trên đây đều là đá lên nha nửa ô lê hết. Các bạn phải đá chính xác nửa ô lê thì khi nói nó mới dễ được. Tiếp theo mình xin giới thiệu âm R. Ở âm R này thì mình nói luôn là mấy bạn viết phải cần lưu ý cái điểm như thế này để cho nó âm R của chúng ta nó đẹp. Đó là nét đầu tiên khi chúng ta đưa bút lên thì nét nhạt các bạn nghe, và tới đây chữ nét xuống là nét đậm và đá lên nửa ô lê. Nhiều bạn viết
Đường ngang như thế này là nét động thì nó sẽ làm cho cái vòm tròn chỗ này nó không bị hở, không hở ra được các bạn nha. Do đó là chúng ta đưa bút lên nhẹ, thắt tròn và súng và đá lên nữa ô. Âm R này cũng rất là quan trọng các bạn, vì sao? Vì âm R là chúng ta nói âm từ là sẽ tách ra trừ, do đó là nếu như âm R chúng ta viết không chuẩn thì chúng ta sẽ rất là khó để nó để viết thành âm trừ. Do đó các bạn lưu ý đó là nửa ô ly, đồng thời là lưu ý từ điểm gấp này chúng ta ra nửa nửa ly đây đó, chúng ta thác vào đồng và ra như thế này. Nếu bạn nào viết âm R cho ổn thì chúng ta có thể viết một nét này không, khi nào chúng ta nhường nhuyễn thì chúng ta sẽ nói viết âm R đó và đó là nửa ly nha các bạn.